cái phương pháp truyền đá với phương pháp thực chỉnh liên tâm là rất tốt cho mọi người. Thứ nhất là không mất tiền, chỉ mất một lần mua đá thôi. Thứ hai là tự mình chữa bệnh được cho người nhà của mình. Qua không sau đấy em trường với chồng em vô tận giá, hai vợ chồng mỗi người một tập trường vào gan này thì anh cũng ngủ ngon hơn. Và sau đấy em cũng học thêm cái phương pháp bấm thật chỉ liên tâm thì em bấm nhanh, thì tay của anh bắt đầu bấm được 2-3 lần ấy, thì là tay bắt đầu gò ngoậy ra và cái chân cũng bắt đầu co lên. Bây giờ thì anh có cảm giác khi em trường đá là có lần anh bị bỏng, bây giờ anh dẫy lên này. Thế em nghĩ là mình không phụ thuộc vào bác sĩ thì là người ta chỉ có thể giúp mình trong một thời gian có hạn thôi, thế còn mình thì có thể giúp cho người nhà mình ngày được 2 lần. Như em thì em bây giờ hàng ngày em vẫn bấm cho anh được khoảng với lại trường đá hàng ngày 2 lần, thì em hy vọng là mọi cái nó sẽ tốt đẹp hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn cái sự chia sẻ của cô. Vâng. Tiếp theo thì xin mời cô Tuyết ra đây một chút. Vâng. Cô Tuyết giới thiệu những cái trường hợp mà ở đây đã các cụ đã trường đá mà đem lại hiệu quả tốt đó. Thì xin các cụ có vài lời chia sẻ với cả mọi người. Cháu xin chào các ông các bà các bác các cô các cũng nhờ một cái sự quen biết mà cháu đi học ở cái trung tâm 6-7 triệu. Thế và có được các thầy giảng cho về vấn đề về sức khỏe và có mua một cặp đá về. Thế và sau 3 tuần thì đã thấy ngủ rất ngon và nói chung là sức khỏe tốt. Trước đây hay bị đau đầu của huyết áp, nhưng mà sau thì đi lại đi taxi đấy, các bà thấy ở Hà Nội như tuần nào không có tuần nào không về thăm mẹ cả. Cứ như là đi học sinh đi học về xong rồi cuối tuần về thăm mẹ. Thế sau thì cháu mới mua cho mẹ cháu một cặp về. Thì cái tuần đấy bận thì bẵng đi 3 tuần sau về thì bảo mẹ thấy mẹ trường cái cặp đá thì thấy thế nào, thì bà cũng phấn khởi lắm, thì có khi phải nhường cho bà nói. Vâng, tôi xin nói một vài cái cảm tưởng mà tôi nhận được cho tất cả các ông các bà và các bác nghe. Thế từ đời nó có tác dụng ba thứ. Một thứ nhất ý, thì là trước ý thì là ví dụ như là cái bàn chân này hay cái bàn tay này mà động cái gì thì nó đỏ như là đổ cái phẩm điều vào chứ không phải máu của mình. Thế nhưng bây giờ trường cái hòn đá thì bây giờ chân tay là bình thường, không có cái hiện tượng đổ hết, nó thông mà. Thế hai nữa là quên mất. Bị cái bệnh là đi ngoài nó cứ hay sống phẳng mà cứ nhá lá rồi thì là lại uống BF, nó chỉ được một hôm sau nó lại thế, mà mấy năm nay rồi, chắc là từ năm mà bị tiểu đường thì là nó như thế đấy. Thế bây giờ đặt viên đá được từ hôm đến giờ thì đi rất là bình thường mà phân tốt đấy, nó có tác dụng như thế. Thế còn thì cũng có những cái điều tác dụng mà mình chưa phát hiện được ra. Thế có hai cái điều thế là thế gối thì cũng đỡ, vì là tôi cứ trường ở đây đến lúc nó nguội thì lại đem xuống đây cứ xoa rồi vuốt rồi cái này, thế nó cũng đỡ, nó không sưng như là mọi hôm, nó không sưng. Thế là tôi có một vài điều thế, thầy sẽ phát biểu để dạ vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của cô ạ. Rồi, cô Tuyết, còn ai nữa? Không biết bà Tím
Dạ xin mời cô ạ. Đâu ạ? Cô kia trước đâu? Rồi ạ. Em đi học cái lớp này, sau đó thì cháu thì mua cho mẹ cháu và em Hiên thì mua cho thím em Huế thì mua cho thím Hiên. Thế thì Hiên về phường thì thím thấy thế nào thì thím cứ chia sẻ cho bà con để bà con biết. Vâng, thế cho em cháu xin chào các ông các bà với các bác các chị em ạ. Cháu bé nhà tôi thì lúc trước thì nó mua cho tôi hai cặp đá. Thế thì về tôi trường thì nói chung là về thì tôi thấy ngủ tốt mà ăn thì thấy cảm thấy ngon miệng. Thế mà chân tay thì nó cũng đỡ đau, cũng có mấy khi thì là nó cứ thoải mái nó không cổ nó chèn đau lắm, không chịu được. Thế nhưng mà cháu nó mua cho nó cũng phải được một tháng rồi thì tôi thấy dễ chịu hơn. Và tôi xin phát biểu thế thôi ạ. Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của cùng quý giáo của cô ạ. Rồi tiếp theo xin mời mọi người chào đón tiến sĩ Hà. Tiến sĩ Hà sẽ có vài lời chia sẻ với cả bà con. Kính thưa các cụ, thì hôm nay là thập chỉnh giờ mà đội đến đây để giao lưu với các cụ. Ngoài cái chuyện nói cái cặp đá ra thì chắc là bọn em sẽ chữa cho các cụ ngay. Sẽ chọn cũng xin các cụ giơ tay xem là cụ nào bị đau đầu gối hay cụ nào bị thần kinh tọa ngồi đứng khó khăn. Kính mời cụ. Ai ạ? Tóm lại là bây giờ kiểu như là theo ý của thầy thì chắc chọn khoảng độ 5 người. Cụ nào đi là khó khăn nhất? Cụ nào khó khăn nhất? Cụ nào khó khăn nhất xin mời các cụ. Nào, mời các cụ, mấy đứa con hai. Đấy rồi, vâng. Đây ạ. Rồi mời tiếp luôn. Mình có bao nhiêu người thì mời các bao nhiêu người đấy. Vâng, mời các cô xuống nhé. Mời các bà xuống nhé. Rồi còn tiếp ai nữa? Rồi xin mời các cụ đây. Nào. Mời các cụ tự nhiên đi ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Bây giờ là phỏng vấn, là phỏng vấn từng người và vâng, xuống đứng dậy từng người. Thứ nhất là xin cụ nói trước. Vâng, cụ ông. Bị bao lâu? Có tí cụ ông tí đúng không ạ? Cụ ông nó có tí. Yêu tiên tí. Con mời cụ. Cụ giới thiệu cụ tên là gì, cụ bị như thế nào, cụ bao nhiêu tuổi? Vâng. Cho tất cả các quý vị trong đường ngồi đây. Tôi vì nó cứ bệnh tung tung chẳng hiểu nó nào mà nó đau làm nhằng á. Đi khám thì người ta bảo là đốt này khớp chỗ nào nó không đau. Thế mà ngủ cũng không thích ngủ nhiều. Thế ăn cũng cảm thấy nó không ngon mấy. Thế nhưng mà tôi cứ vui kẻ thôi, tôi cứ làm nào bao nó sao thì sao cũng không biết nó thế nào cả. Thế hôm nay tôi được tới lên đây thì cảm thấy là cũng phấn khởi, nó thấy vui mà thấy khỏe. Thế còn về sau sự thật như thế nào tôi cũng không có biết được. Tay thì các nói chung các khớp xương bản thân là nó cũng cứ đau. Thế là chẳng biết kể thế nào cho nó hết được. Đại thể là nó cứ đau liền liền thế rồi. Làm cũng đau, không làm cũng đau. Thế là nó thích kiểu gì tôi cũng không có biết. Và thôi, thế thì xin cảm ơn tất cả các quý vị. Xin mời cụ đứng dậy. Rồi. Xong rồi cụ ngồi xuống đứng dậy coi xem sao. Ngồi xuống đứng dậy như thế này. Đó rồi, đứng dậy. Ôi trời ơi. Đấy. Rồi, cụ đi tới lui thử coi xem thế nào. Đấy. À, bây giờ cụ bao nhiêu tuổi rồi? 74, 75. À, trẻ quá. Rồi, mời cụ bước tới kia.
Rồi bây giờ đó là cụ ngồi lên cái ghế và chị này sẽ là chăm sóc cho cụ trước. Rồi mở bên ngoài được rồi chị. Đây đó bây giờ chị đó là đối với trường hợp đó, mỗi trường hợp là tôi sẽ nói chuyện á. Đối với cụ này á là bây giờ đó là chủ yếu là chữa cái đầu gối với cái lưng. Còn cái chuyện mà mất ngủ rồi ăn kém ấy, thì chị này sẽ hướng dẫn cho cái chuyện chườm đá. Thế rồi chút xíu chúng ta thử lại. Rồi xem bây giờ cụ đi rất là chậm. Một chút xíu chúng ta mời cụ chạy bộ vòng vòng đi chơi. Ok. Rồi bây giờ xin mời tiếp. Mời bác. Để bác đứng về luôn đi. Bác đứng về đó cho nó ngon là. Xin mời cụ. Ôi giời, ôi giời, ôi giời. Thế xin là sức khỏe của em thì nó không được tốt lắm, vì đêm ngủ cũng hay mất ngủ thì một tiếng lại gần sáng hơn. Vâng. Thế còn các khớp xương các người thì thường nó hay ở cái ngã ba này, mình lại bên cạnh sườn, mình đi cái chân này thì cái đồ gối nó cũng khó. Giờ bác cụ ngồi lên, xuống đứng dậy coi sao. Ngồi lại đứng, thế lại đứng không phải ngồi bệt. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Và em năm nay là 68 ạ. À, còn trẻ nha. Rồi, chắc là em mời cô gì sân dây cho cụ. Chị Hồng. Rồi, bây giờ con ghế đồng kia có, rồi ngồi đi, là giúp cho cụ luôn. Rồi em Liên ngồi trên ghế này, cho mượn cái ghế để cho cô này cô làm. Lấy ghế ra đi. Ngồi bên đây. Ngồi bên đây. Không có, ngồi bên ngoài. Ngồi bên ngoài. Cô chưa đúng không nè. Cô vậy là cho người khác. Rồi cho Liên đi, Liên lại giúp đi. Rồi xin mời tiếp. Ngồi đối diện lại, ngồi đối diện lại. Lại để ngồi đối diện mát đi luôn. Rồi, mời bác. Mời bác. Bác. Bác cái thời gian bác tên tuổi rồi, rồi mời bác. Được tí nữa nó mới dễ thì nó mới thấy được chứ. Em là năm nay em 63 tuổi, em bị bệnh này là chục năm rồi. Cái tay thì cứng hết rồi. Vâng, đi lại khó khăn. Bị một chục năm rồi. Rồi đã chữa trị đâu chưa? Dạ, em cũng cứ đi khắp cả, chưa đâu được khỏi. À, không đi đâu, giờ đâu cứ vậy. Rồi đi cũng uống thuốc khắp nơi. Rồi ngồi xuống miếng vậy thử coi sao. Rồi đi tới luôn coi sao. Đây. Khổ thân. Năm nay 65 tuổi, tôi bị bệnh 2 năm rồi thôi. Giờ nó cứ đau cái chân này, đứng lên ngồi xuống nó khó. Nó lại dạo này cứ hay đau đầu, đau cái gáy đấy. Đau lắm, đêm này không ngủ được đấy. Đến tận sáng nữa mới ngủ được một tẻo thôi. Đó là tôi đau lắm. Bây giờ cứ đứng lên ngồi xuống cũng khó lắm. Thôi xin hết ạ. Rồi bây giờ ngồi xuống đi. Bỏ thôi thì phải có ai kéo thôi. Đây là con.
đứng lên bây giờ thì lại phải chống tay. Đấy, thôi thôi buồn cười lắm, không chống tay đi, cứ phải chống tay là không dậy được, em không dậy được đi. Chú không ngồi được sống, em còn luôn ngồi được sống cơ. Bây giờ đứng lên thì lại ngã, con cứ chỉ đây là em không ngồi được sống, không ngồi được. Rồi, mời bác, xin mời bác ở phía kia. Vâng, đấy, rồi. Tiếp theo xin mời cô, con đứng lên. Đó, rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, xin mời cô giới thiệu. Đây, xin giới thiệu tôi, hôm nay 63 tuổi, nên tôi đã bị đau chân đau tay nhiều năm rồi. Thế đêm mà thức dậy đi tiểu là coi như vào là khó ngủ. Thế tôi muốn cách thay để chữa cho. Rồi cô thử đứng lên ngồi xuống cho cháu. Ngồi thì tôi ngồi cái này trong tay. Tôi đưa cho mấy này. Cô đi lại xem. Vâng, cũng như cô đi lại hơi khó. À. Chân thì đau mà. Vâng. Dạ vâng, cô này, cô ơi xin mời cô ra phía đó, có cái chú đẹp trai ngồi đợi ạ. Vâng, đó. Rồi, xin mời bác đứng lên. Đó. Rồi, bác này tốt này. Rồi ok. Vâng. Đây, em quay về bên này. Vâng, rồi. Tôi năm nay 69 tuổi mà tôi bị thoái hóa chân năm nay là 75 rồi, mà uống thuốc đủ thuốc nhưng mà cũng đứng lên ngồi xuống rất là khổ, không đi được. Rồi xin mời cô đứng lên ngồi xuống cho cháu. Đó, cô ngồi xuống nè. Rồi đứng lên cô. Rồi cô đi lại thử xem thế nào. Rồi ok. Dạ vâng, rồi xin mời cô về hướng cái anh áo xanh ạ. À. Vâng, rồi, xin mời cô ạ. À. Vâng. Rồi. Vâng, có giới thiệu một chút ạ. Vâng, tôi năm nay là 75 tuổi, cái này tôi cũng bị mấy năm rồi, chân nó đau, cái này thì nó không ngủ được, mấy thằng nhỏ là vai đau. Rồi, cái này nó nhờ các ông chữa cho. Dạ vâng, rồi. Xin mời cô đứng lên ngồi xuống một chút ạ. Vâng, xem đúng. Chân đau là như thế nào. Ngồi, cứ ngồi đấy ạ, không sao đấy ạ. Mọi người ngồi xung quanh. À, không ngồi được. Rồi, ok, giờ cô đi lại một chút. Xem, à, mọi người xem cái. À, rồi, đúng là đau một bên. Đau, vâng. Rồi, ok. Em có khi là xoay hai ghế á, bây giờ này rơi đây vâng, để lùi cái ghế này xuống một tí đó, rồi xoay không có xoay ngang đó, xoay ngang để lùi xuống đó. Rồi. Bác ơi bác ngồi đây đó, rồi xoay lùi đó, rồi ok, rồi còn hai cô đúng không ạ? Rồi xin mời cô ạ, cô đứng lên và đứng lên chia sẻ một chút. À, chịu khó một tí nữa là khỏe ngay. Ok. Rồi, xin mời cô ra chia sẻ ít phút. Tôi năm nay là 80, nhưng mà đau mỗi này thì từ trước là đau thì đau lại khỏi, nhưng mà bắt đầu 2 năm nay thì nó không khỏi. Chữa nhiều nó không khỏi. Vâng. Dạ vâng. Cứng một bên. Đã cứng một bên rồi, bác cứ ngồi xuống giúp cho con xem nào. Để xem. Vâng, cứ ngồi thử đi ạ. Ngồi thử à. Rồi, ok, bác đi lại vài bước đi ạ. Đó. Đó. À, bác đi không đi được. Nó đau cái chân không đi. Rồi, cảm ơn bác ạ, xin mời bác ra đây ngồi. Vâng. Rồi, xin mời. Mời bác ra đây. Vâng. Bác cứ ra đây ngồi đi ạ. Vâng. Rồi, người tiếp theo ạ. Xong bây giờ phát sinh ra mấy cô.
Rồi, xin mời cô chia sẻ một chút. Tôi xin giới thiệu là tôi năm nay cũng 75 tuổi. Thế nhưng mà tôi bị cái bệnh này là mới là từ năm kia. Thế tự nhiên là cũng hai bên sườn đau lắm, không làm ăn gì. Thời gian là bị nằm liệt mất mấy tháng. Nhưng mà thời gian này thì cũng đi học quạch được sức khỏe thì không. Còn về ngủ thì có đêm là hình như không nhắm mắt tí nào, không ngủ được tí nào. Dạ vâng, rồi xin cảm ơn cô. Cô đứng lên ngồi xuống giúp cho cháu để cháu xem cái chân. À được, tốt. Rồi, đi lại một chút ạ. Vâng. Rồi, được hợp cái nhà thì cho cụ ngồi đó chút xíu mình giữ cho tập đại. Dạ vâng, rồi, xin mời cụ ngồi đây. Vâng, cứ ngồi xổm xuống chờ một chút, cháu sẽ hướng dẫn tập thể. Vâng, rồi cô, rồi cô đứng lên không? Rồi, cô chia sẻ giúp cho cháu một chút nào. Ok. Tôi là tên là Bút mà năm nay 65 tuổi, tôi bị cái bệnh này năm nay là 12 năm. Thì tôi đã đi các bệnh viện và cấy chỉ rồi tiêm toàn trực tiếp vào đầu gối thôi. Nhưng mà nó không đỡ được, bây giờ đi lại khó khăn mà ngồi xuống đứng lên cũng khó. Kể cả các ngón tay bên nó cũng cứng không cả gãi được ấy. Nó cứng đơ hết cả các ngón tay, nó giúp đầu gối thì giúp là vỡ mủ ở đầu gối. Nên là tôi rất là đau, cũng nhờ các bác sĩ. Rồi ok, cô ngồi thử xuống giúp cho cháu. Đó, rồi sau khi chữa rồi cô sẽ có sự thay đổi. À, okay. Đó, ngồi là ngồi, bằng tay. Rồi ok, rồi. Dạ vâng, xin mời cô đã, cô ra đây ngồi. Đó. Rồi, rồi xin mời cô tiếp theo. Đó, cô này nhanh hơn ạ. Ok. Kính thưa các bác sĩ, các bà con trong thôn, tôi năm nay 62 tuổi. Tôi thì chân thì tôi không đau lắm, nhưng mà tôi bị cái lưng thì tôi đau lâu lắm rồi. Tôi đi chữa rồi thì rốt lưng rồi thì đi châm cứu rồi bấm huyệt bao nhiêu chỗ nhưng không có khỏi. Thế bây giờ thì đi bộ được một quãng là đau lắm thì đứng lại, đứng lưng một lúc mới đi được. Thì ăn uống thì tôi cũng ăn bình thường nhưng mà ngủ thì ngủ ít. Bây giờ tôi đang nhờ bác sĩ để giúp đỡ chữa cho tôi xem là được cũng khỏi được mà. Cô đứng lên ngồi xuống nút cho ạ. Vâng, vâng, đúng, đúng. Dễ thì vẫn phải kiểu gì. À, vẫn bị trời gió sao. Rồi, cô đi lại qua một vòng nào. Đưa một bên. Dạ vâng, xin mời cô sang phía bên này. Rồi, tiếp theo mời cô đứng lên cô. Chuẩn bị chuyển ghế ra đây. Dạ vâng. Rồi xin mời cô giới thiệu vài lời cho anh em. Kính thưa tất cả trong đoàn về với chúng tôi. Thế tôi là Nguyễn Thị bị cái bệnh này lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ bao năm nữa. Thế mà cái hành bệnh đó cũng mất nỗi dậy, còn không có quờ được dép thật. Thế đi thì nó cứ mỏi dã từ đây rồi xuống này. Khó khăn đi lắm. Thế đau thì đau thì cái khu vực đây mấy cái chân hai chân. Vâng. Cái chỗ đau lắm. Vâng, rồi. Cô thử ngồi xuống giúp cho cháu xem được chưa? À, rồi vẫn phải chống một bên. À, gần đến nơi là cái khựng lại đúng không? Rồi, cô đứng lên rồi. Cô đi ra kia một chút đấy. Đó, cô đi vòng lại. Đó, đi lên đi vòng lại. Đó. Nó cứ nặng nề hai cái bàn chân, hai cái móng chân này nữa. Cứng này. Dạ vâng, rồi xin cảm ơn. Mời cô ra đây ngồi. Vâng. Có bác Huyền đó. À đây, đấy rồi, rất nhiều. Rồi, tiếp theo xin mời cô ạ. Đây con phụ đây. Vâng vâng, chờ một chút ạ. Đó, rồi, cô giới thiệu đi ạ. Là Nguyễn Thị Tư, năm nay 63 tuổi. Tôi cũng bị đau từ này, từ vai này, gáy này, này, này. Thế thì tôi cũng nhờ bác sĩ bấm được khỏi thì quý quá từ đây. Dạ vâng, vai gáy, ok. Vâng, cái chân cô bị sao không? Chân đau cái chân này. Dạ vâng, cô ngồi thử xuống cho cháu xem.
ngồi thử xuống. Ngồi dần dần là được. À, ngồi dần dần. Rồi, đứng thử đấy. Nó hơi nghiêng bên này đấy. Rồi, ok. Rồi, cô đi lần vòng lại một chút đấy, để xem. À, rồi, ok. Dạ vâng. Dạ vâng, rồi. Đấy, xin mời cô ra phía này ạ. Rồi, còn một cụ nữa. Rồi, xin mời cụ đứng lên giúp cho con. Đó, rồi, ok. Rồi, xin mời cô giới thiệu một đôi lời cho mọi người ạ. Cô giới thiệu đấy ạ. Ừ, cái chủ gái 88 tuổi. À, ôi dồi, cô 88 tuổi rồi. Đó, cô chân tay đi lại. Cô bắt đầu thì chấp khớp từ năm 50 tuổi rồi. Bắt đầu cũng khoai sau, dần dần nó lên khóc như vậy. À. Dần chân đi mà ngồi, cô không ngồi được, đứng lên không đứng được. Vâng, cô ngồi xuống cho con xem nhờ thử nhé. Cô ngồi tự thử xem ạ. À, các cụ đều phải cúi lưng xuống rồi bắt đầu ngồi xuống. Đó, đó. Nó rất khó khăn đúng không? Đó. Rồi, em cho đứng dậy. Dạ vâng, rồi. Cụ đứng lên giúp cho con ạ. Cụ có đứng được không ạ? Con đỡ cụ. À. Rồi, ok. Bác con nhờ con nhờ giúp cô một tay. Vâng, để con đỡ giúp cô đi. Đó, xuống. Thế là ngồi xuống được nhưng mà không đứng nổi được đây. Em đem vào đây em chữa được rồi. Dạ vâng, rồi. Tôi xin mời. Vâng. Rồi, tôi chú ý cho mọi người cái anh em điều trị á là mình sau khi mình bấm mình điều chỉnh cái chân đầu gối rồi đó. Rồi hết trường hợp nào xong rồi thì mọi người cho ép gối thì vô trong đây ép gối. Ép gối, quay gối ở trong đây. À, và sau khi ép gối, quay gối xong rồi thì báo cáo cho biết để đây tiếp tục mà theo dõi phỏng vấn. Vậy ha, rồi em qua đây đi. Còn cái đồ làm lưng có đem theo không? Ở đây mọi người đi có đem theo. Đó được rồi, hãy có bắt đầu vô đây làm, bắt đầu làm luôn. Rồi xin mời. Rồi, em đi quay vòng vòng đi. Rồi bây giờ. Rồi em coi theo chỗ giúp chị. Rồi sao em không xong con em chưa làm. Tôi làm đi tôi làm. Trời ơi, làm chứ không làm thì sao mà làm. Qua đây, qua lại. Cứ làm đi. Đưa con cho mình đi. Ra làm đi. Em cứ làm đi, bê tay đi. Không, lo chữa đi, em cứ làm. Không, về thầy đang bảo. Không, không có gì hết này. Sao xong rồi đấy ạ? Chân này nữa là cụ ra cụ ép gối luôn xong. Trường rồi thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều rồi. Xong là sáng dậy thì là tự làm cái mong mạch các đầu ngón tay, ngón chân bê ạ. Nhá, có hòn đá rồi. Có hòn đá rồi là phải mua hòn đá này. Tí bà cháu bảo bà cháu mua đầu tiên, không ai mua trước. Vâng, bây giờ
Kiểu bây giờ mình đến tuổi thôi, và đến tuổi thì lão hóa, mình cũng muốn mình phải tức là phải nói với các bạn đừng có mơ thành thiên nhiên, ta phải thống nhất cái quan điểm đấy ạ. Các cụ không mơ thành thiên nhiên, các cụ mơ là khỏe cái tuổi như thế này này. Chị mơ thành thiên thì chết. Vâng. Giờ cơ thể mình nó yếu thì vôi hóa hết rồi, cảm thấy chúng yếu, cơ quan yếu rồi, lão hóa hết rồi mới là khó. Tốt thế này. Vâng, xương khớp của tôi sao bây giờ này tốt thế này. Vâng. À đấy là tại máy cái ta. Hay là có bác nào ngoài tần số của máy. Ông nằm cẩn thận, đừng bỏ tay xuống. Nằm thoải mái, nằm thoải mái, nằm rất thoải mái. Nằm rất thoải mái xuống. Thế. Nằm thả lỏng đấy đó, mọi người thả lỏng đấy đó nha. Thả lỏng cái cỡ thế nào? Thả lỏng cái cỡ ra, không được gồng. Thế nào có chịu không?
Về ngày nào cũng bác tự làm cho mình. Không, nhưng mà như gấp được bao nhiêu thì gấp. Đấy, bắt gặp chân rồi. Không phải, bắt bắt hàng mình uống. Tự làm. Tự tay kéo thì được bao nhiêu lần? Ô mà, nào, ở ra này. Đó. Cố gắng vào. Thế là ở ra này, ép chân nó, tự tay vào, ép thôi. Ép không? Tự tay hai tay kéo em luôn. Rồi mở ra tiếp này, hai tay kéo em luôn. Chân này chân này không phải cong, chân này nhẹ nhàng thả ra lỏng ra, quay đâu thả lỏng cái chân này ra. 1 2 1 2 1 2 cũng phải thả lỏng ra nhá, co lại bạn. Thả lỏng ra, quay. Không bằng rồi. Để tay giơ cao hơn đi nhá. Về cho nên tiểu thao vào mình. Về bảo ông mình nhắc nhá. Bây giờ các bác còn nuôi được con mèo nữa không? Nuôi được con mèo. Nấu ngày xưa ấy là đi như lấy rau rẹo này, lấy rau bảy gốc này, bớt con mèo cái, con tây này, con cái này, về đó đừng 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 đ
Đề nghị là mọi người không lên dân, không lên dân, gọi là phải hợp tác với nhau chứ, phải hợp tác với nhau chứ, phải hợp tác với nhau, các cái lên dân là rất là khó. Thở ra. Thở ra. Có cái này đi chị Kim này. Đúng chưa? Có cái này đi chị Kim này. Xong rồi. Nó... Xong rồi. Đúng lại không tỉnh. Tiền tiền. Nào bây giờ cụ mới xứ cho chuẩn bị hai vợ chồng sẽ. Nó không phải đứng lên, đứng lên, đứng lên. Hai chân bằng vai. Hai chân bằng vai rộng ra. Đúng rồi. Thêm tí nữa bạn. Đóng chân nào cháu. Thôi ít mà. Rồi, bây giờ ngồi xuống nha. Ngồi xuống đi, ngồi xuống bình thường. Lên. Xuống, ngồi xuống. Ngồi lên. Ngồi xuống. Dạ. Đây là một cụ bệnh nhân mà đã bị cả tứ chi là đau và đau vai gáy, cổ, tê bì hết cả chân tay. Vâng, đã xin mời là cụ phát biểu về cái sau khi mà được chữa trị. Vâng. Xin báo cáo với tất cả trong buổi thế này. Vừa rồi thì cũng được tham gia là một tí, tôi cảm thấy nó sống. Nhưng mà nó có được đâu, mất cái loại không như thế nào, không cứ nhờ là các bác sĩ cứ cho. Cảm ơn. Trước nhất là sức khỏe của cụ và tê bì, vai gáy cùng cả chân và tay có dập. Không, quất, hết lưng quất bây giờ đã được hỗ trợ của thành viên câu lạc bộ. Chữa bệnh không cần thuốc. Dạ. Của chị yên tâm. Bây giờ là cụ sẽ mua một bộ đá rượu kỳ. Hai hòn đá rượu kỳ này cả một sự hiền diệu. Có bán chiếu không? Dạ. Bây giờ thì cái vấn đề là tiền không đáng là bao nhiêu, nhưng sức khỏe không dễ gì đã mua được. Theo cháu thì đây là cơ hội cả câu lạc bộ về mua sẻ chia với bà con, muốn góp phần với bà con. Mà cháu bảo cháu là chữa cho ông, bà cháu mua đầu tiên. Bà cháu không cho ai mua đầu tiên mà bà cháu mua đầu tiên để chữa cho ông cháu. Vâng, cảm ơn. Mấy trăm. Dạ, chị Yên ạ. Bây giờ mời bác. Lúc nãy là bác đi rất khó khăn, ngồi dậy cũng không được đúng không ạ? Ngồi ngon lắm. Bây giờ ngồi ngon lắm mà bắt đầu bác ơi. Bác ơi, đứng lên nào. Wow. Nãy phải lôi thì đứng được lên. Lúc nãy là ngồi đứng được lên đúng không? Bây giờ ngon lắm. Ngồi ngon lắm. Dễ cả chuyện rằng nhưng cái cảm thấy dễ chịu lắm. Chứ không như lúc nãy. Lúc nãy các bác phải lôi lên xong phải đứng được lên. Ngon lắm, bác đi lại. Đi lại nào. Ờ, giờ đi ngon lắm. Bây giờ đi ngon lắm à? Đi ngon lắm. Tay biến như này này. Nè, tay biến như này. Cái này là chân trái. Chân trái, giờ đi bằng nhau. Ngon lắm. Đây. Ôi giờ ngồi như này đứng lên ngon lắm. Ngồi lên đi, nói mình nhấc lên mới đứng được. Khổ bây giờ thì ngồi ngon lắm rồi. Hai chân chúc vào nhau này. Hai chân vào nhau này. Rồi, ngồi dần dần nó. Cứ ngồi dần dần. Chúc
là mà lúc nãy là các bác có hỏi cái vấn đề đấy, như bác hỏi là mai thì thế nào ấy. Tại vì thế này này các bác ạ, cái này là mình là chữa bệnh là không dùng thuốc, thực ra nó không dùng thuốc, ngoài chuyện mình trường gan nóng bằng đá ra ấy, thì mình phải có biết cái bấm này. À, cháu vẫn nghĩ là trong gia đình nên có người phải biết bấm, vì là không dùng thuốc mà, cho nên phải biết bấm cho người thân, chẳng con bấm cho bố, vợ bấm cho chồng, trên cái đấy mới phải đi học. Chứ còn cái này ấy, chắc đêm nay bác sẽ còn ngon, nếu bác mua đá thì bác lại còn ngon, nhưng sáng mai nó sẽ lại bị, nó sẽ là thị lạ. Là mình đang nói là với cái tuổi của mình như thế mà. Như vậy mình phải bấm thường xuyên, mình phải trường lá thường xuyên, chứ không phải là chỉ một cái. Nhưng mà trường hợp của bà này rất là nặng, bây giờ là rất là ok. Dạ, mời bác. Rồi mời bác đưa ngồi xuống đứng dậy đi lại. Đấy. Mọi người nhìn anh thế nhỉ? Bây giờ bác cứ chia sẻ thôi. Đấy, trước nó vướng bây giờ nó đỡ lại đi ngon đấy, quay đi ngon đấy. Tôi đi lại nó dễ hơn là đi dễ lúc nãy rồi. À, cảm ơn các bác sĩ. Em đang mong mấy gái như thế là tôi lên tiền đính này mà buộc chắc là không đúng rồi. Em ơi em hỏi con mẹ con không giữ được tính ra để cho tôi giữ luôn. Bà con cô bác nào bây giờ bọn em là huấn luyện viên, bây giờ lại còn này, bây giờ xin mời bác nào nữa nào. Đau chân là xin mời ạ. Mời bà. Mời bà bác chia sẻ cho mọi người biết để còn chữa bệnh nào. Thưa các bác sĩ, kính thưa các bà, hôm nay tôi được biết đến đây là nhờ các bác sĩ để chữa cho tôi đã bị cái chân này. Tôi đã đi bệnh viện Đông Y dân tộc Trung ương của Hà Nội ấy. Thế nhưng mà tôi cũng đỡ rồi, thế nhưng bây giờ nó chỉ tê đỏ bàn chân thôi, còn chân là đỡ rồi. Tê bàn chân ạ. Vâng. Mời bác sang bên kia nhỉ, bác đi sang bên kia. Đây mời bác sang bên kia. Chỗ này đâu mà thế rồi bác hít sâu vào, hít thật sâu vào. Phải đau nó mới đỡ. Đi ra đây em ơi.
có thể nằm dọc bên này, nằm dọc bên này, bên này, đây là góc cũng có dọc này, nằm dọc bên này này. Dịch cũng quay, dịch cũng quay mọi người, dịch tí cho nó không được phải quay, còn quay rồi. Nào, chân nằm bản nào, chân nằm bản thoải mái nào, không thoải mái nào. Dịch sang bên trái, nó nằm năm ngửa hít vào, thở ra. Đấy, nó kéo trong, cái ngăn trong đấy, đấy, khỏi, khỏi, khỏi. Tí nữa bạn sẽ thử. Bạn yên tâm đi. Hít vào, để này. Là hít vào này, ép gối vào người. Làm sao cố gắng ra, càng ép sát gối vào người bạn tốt. Bắt đầu này. Hít vào, thở ra. Khi thở ra, thì đưa lên lại. Không bỏ tay rồi. Hít vào. Hít vào. Thở ra. Cái này là cô bác phải kéo xuống, tự bác kéo xuống chứ không phải sức mạnh của người khác đâu. Bác phải cầm cái hai tay ở đây, bác kéo hết sức của bác. Vào là thở ra. Ra là hít vào, người thoải mái, cầm hai tay ấn đuối của mình hết cỡ, hết sức mình. Và ra. Đó. Mềm hơn.
nghĩ là chị đang chuyển xe được khỏi để đau đến lần trình như thế này. Làm một đợt xong các cụ thì phải làm chứ chứ giờ chọn áo đi trên cái kem đi. Bởi vì em đau đầu em tê thì em biết này thì chị sẽ bấm cho em bụng tâm kinh thì nó sẽ đưa máu rồi chắc chắn là đưa cho hết thì cái này đưa lên cho em mà bao nhiêu cái mình biết đây là sẽ đẩy văng lên khi mà đầu mình là bị tắc máu đưa lên không đều thì đưa lên não thì sẽ bị đau đầu chóng váng tiền đình ra nhiều vấn đề nhưng mà khi được thông rồi mong mạnh được thông thì tin rằng thông thì em sẽ khỏi bệnh. Nhưng bây giờ hơi đau thì chị sẽ bấm cho em. Từ hôm qua giờ mỏi thì gãy xong bắt đầu giật từ trên đỉnh rồi sau đó nó sẽ giải quyết. Thực sự nếu đau không nói nhà đau nhiều đau ít hơn bằng nói nhá. Đau không? Đẩy cho em. Em bỏ tay cái đi em qua phụ dưới này rồi. Bây giờ nó thế nào? Hít vào để phụ kéo xuống vào bụng cho con nhá. Thở ra. Đây. Vâng. Hít vào. Tôi cũng xin cảm ơn các bác sĩ
nãy giờ là các làm cho các công tác và bây giờ nó thoải mái hơn. Vẫn có thể chạy được không? Chạy. Cặp nào xong rồi báo nha. Hai cặp đá để hai người. Đấy, chữ hai người, hai người. Dạ đá rồi. Anh khoan đi, anh thay cho Tuấn đi, Tuấn nó giải quyết cái vụ này. Rồi một chút xíu làm tiếp. Đấy, ngồi xuống đứng lên là chỉ hơi bám vào người đứng lên được. Bắt cho cả người chạy cái đi. Vừa rồi là bây giờ, chân này là mình đi lại một chút. Qua đây, bây giờ cảm giác là thế này. Nếu cái chân tôi nó cúng cái giờ nào, thì chân tôi nó nhẹ nhàng, nó sẽ ép cái tay này, nó nhẹ nhàng như thế. Rất thoải mái. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, cảm ơn bác. Rồi đưa cho em nói dù đá gì. Dạ, alo ạ. Cháu xin thông báo với cả mọi người đó, hiện nay là trung tâm đã có thùng đá ở đây đó. Bác nào có nhu cầu về mua đá đó thì xin mời các bác. Một bộ đá của chúng ta giá là 380, gồm có hai thùng đá, một cái khăn và một đôi găng tay, chúng ta được tặng miễn phí. Đó, xin mời mọi người chúng ta đó. Mọi người có nhu cầu xin mời mọi người. Dạ, đá này là nham thạch của núi lửa hóa thạch đó. Vâng. 380 một đôi cộng với một cái túi trường và túi mạng thêm là một đôi găng tay. Rồi xin mời mọi người. Lại nói hộ kìa. Có thoải mái không? Thoải mái. Vừa thực hiện cái nhất thì nó thoải mái quá. Quay lại đây đây. Khi bệnh nhân đi cơm chữa cho xong thì chị từ chối, bởi vì chị quá vui mừng vì sức khỏe của chị đã hồi phục và bàn tay của chị và các gái cũng rất là thoải mái. Và với chân chất của một người phụ nữ chuyên sống trong vùng quê và yêu thương chồng như con, chị đã trả lời rất đôn hậu rằng chị chỉ biết làm để chăm sóc gia đình. Và chị rất vui vì khi là người chị rất vui vì khi được tình yêu giúp đỡ. Và chị cười thật sảng khoái khi mà chị giơ bàn tay, chị không còn thấy ông vay gái nữa. Vâng, rất là cảm ơn đoàn tình nguyện của câu lạc bộ đã trở về đây để giúp lợi cho cộng đồng.
Đấy, cảm ơn anh ấy sẽ nói cảm ơn là cảm ơn đi anh ấy cảm ơn nhé. Nè chị lấy hai viên đấy rồi. Vâng, trong đấy đi, trong đấy đi, trong đấy đi. Ờ, đi em nói cho cô đi. Đi đúng rồi. Là đang mất bóng. Đây này, cô đọc á. Phải ai cần quả bóng của hả? Ai? Đào lâu rồi. Bà ơi. Bà chưa làm chứ. Bây giờ làm lại ra đây. Cái cực ở đây này. Cái cực ở đây này. Bây giờ lấy cái mạch hổ nó chát hết. Cảnh chát hết. Thế thì có mà nó sửa hết thứ hết. Thích nắm chị ơi, chị ơi lại đây hướng dẫn luôn. Rồi mời bác ra đây, mời bác ra đây. Nào, nào mời các bà chúng ta đi vòng vòng thế này này. Hai chị đi vòng vòng thế này nào. Thực hiện nhá. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả bà con chúng ta cùng nhau mà sử dụng dần dần đá hữu thì này có tác dụng thiết thực nhất và phát huy khả năng tối ưu của nó. Chúng em xin cảm ơn các bác sĩ đến là giúp cho tất cả toàn dân chúng em ai cũng khỏi bệnh vô tư, không phải lo lắng gì cả. Em là bị năm nay là năm thứ ba, năm sáu thoái hóa nó sang hai bên này, một cái đĩa bấy giờ hết hết đau rồi, có thể đi phun thuốc sâu được rồi, đi phun thuốc sâu được rồi. Vâng, bác. Có hai tôi thì đau cái chân ấy, tôi đã sang Hà Nội, sang bệnh viện Đông y dân tộc của Trung ương đấy, đi chữa thì cũng là khiến khỏi, nhưng mà chưa khỏi hẳn. Thế nhưng đến hôm nay tôi đi đến đây thì các bác sĩ chữa cho thì tôi đứng dậy ngồi xuống và tôi thấy thoải mái. Lời cuối cùng là tôi xin cảm ơn tất cả các bác sĩ. Rồi bác ngồi xuống đi, nhảy đi, bác đứng dậy cho nào. Ôi. Vâng, đó là cho nó vào nhau có hai trường hợp. Cái thứ nhất, vì sao các bạn đang có hai món đá này cùng so, cùng so, là cùng so, trong hai món đá đập ngay ngắn vào trên không đổ không đổ lên, đang rơi thì cũng bật lên trên mười, trên ba, trên là luôn đi đôi găng tay này vào để khỏi bị bỏng. Lấy một cái nguồn xúc lên này, tay này cầm vào hòn đá khô ngay, khô ngay trên tay chúng ta chỉ không muốn nước sôi đây ạ. À, bắt đầu lần vào đây cũng chiều hai cái hòn đá này, hòn đá này là núi lửa năng lượng ạ. Dạ, đây cho đúng chiều, sau khi cho đúng chiều vào như này thì tại sao ta phải cho đúng chiều, vì nó không sọc sạch, nó giữ cho ta rất là thẳng. Nóng là đấy như em vừa phổ biến. Nóng. Cân để em sẽ nói. Đây, cái hòn này. Ui, hòn này to quá, hòn này của chúng ta to quá. Hòn này to quá. Phải nóng ạ. Cái thứ nhất là phải nóng. Không, em sẽ nói có hai phương pháp. Một, đau sống lưng. Để gan sẽ phát trường nóng ở gan, khiến cho ban chỉ đạo cung ra bên ra ngoài, những cái trong lồng ngực của mình trong cơ thể có không khí này sẽ đẩy ra. Có hai hòn thì coi nha. Hòn mưa, hòn mưa, hòn mưa, hòn mưa, hòn mình mới làm sao đâu mà mưa. Bà ơi, không chỉ. Không, cái này vợ, cái này là chồng chưa được vợ chồng chưa đâu sao có nhiều gì cả. Này, cái cụ này, nó là khoảng nước nắm, sao cho cả như thế. Xuống 12 phút, nhắc đi, mở bung, lấy một cuôi, một tay, xúc nó lên, hai tay được đi nâng tay, một tay là cầm lấy. Ngay lập tức hòn đá, mặc dù ngâm trong nước sôi 15 phút, nước lạnh từ lạnh đến sôi 15 phút, nhưng khô ngay lập tức, không có bị không có bị ướt tay mình. Đây các cụ đúng làm đúng như này ạ. À, đây phẳng phiu nhá, phẳng phiu đá đẹp lại xinh, người lại khỏe đúng không ạ?
đã đẹp vệ sinh thì ân tình được lâu đây xong rồi đôi găng tay này không chết gan đẹp rất kỹ không. Vì các bà là trời sinh cho để làm mẹ thân hạ như thế các bạn nâng nhẹ nhàng đặt vào đây rồi đây đi ngủ và cho em mượn một cái đai để suy nghĩ để đây chỉ được 1 tiếng 45 phút nhập và 1 tiếng 45 phút đây là mình chỉ để gan thôi. Sau khi mà một thời gian phát triển cái viên đá thần kỳ này và sức khỏe của cộng đồng không như của mình thì bắt đầu lại sáng kiến ra càng ngày càng tốt hơn, lại sáng kiến ra một cái đai này khiến cho phụ nữ được tự do, vẫn làm việc, vẫn chăm con, vẫn nấu cơm cho chồng. Và đây là cái hòn đá, hòn đá này em vẫn làm việc nhá, em quét nhà, em thổi cơm cho chồng, em học hát nữa, cho nên là vui vẻ này. Con em khiêu vũ được chưa? Được chưa? Đúng vị trí đấy. Tự do cho phụ nữ, giải phóng cho phụ nữ và được xem đá bóng cho các ông chồng, các ông phụ là alo vào rồi. Cho nên đây là một cái sau khi mình trưởng thành được 1 tiếng còn 45 phút các chị sẽ làm gì? Bỏ ra đau hông đưa vào phần này ta bảo vệ hông ta sẽ đặt vào đây vì đây là bể thận, đây chính là thận của ta. Đang khỏe, thận khỏe là hạnh phúc, là rất ngủ ngon, là con cái khỏi lo. Xong đau bắp chân cho vào đây, đau vai, đau gối cho vào đây, đau vai để thế như vậy và thì tất cả chỉ thêm hôm qua tháng 8 thôi. Đây ạ, đá bóng lúc này ạ, không phải đá bóng nhá. Anh chị có lấy thêm vai đây em lại cái gì mà không có mà hai lên cái khăn khăn là tiền riêng ông bảo ta đá bóng đây có cả găng tay nhưng mà xin lấy đai chưa đá bóng rồi. Đây 100 nữa. Về là chung ông đó tao thích xem đá bóng. Cháu vừa chữ ông bảo tao thích xem đá bóng. Đi đi đây đây đi đây đây. Đây chị gái ơi ra ra em. Nhưng mà 100.000 thì thôi. Không. Em không nói cái này 100 em chia sẻ về hai viên đá. 45 phút thì cũng là mời chị ra đây ạ. Vâng ạ. Tức là lành thì viên đá này không phải là có bệnh gì là lấy cho mình. Như em thì em cũng có một bệnh gì 3 năm em ăn chiều rồi. Bây giờ em hoàn toàn không có một bệnh gì đâu trong người. Mà lúc nào nó cũng tỉnh. Em vẫn đi làm ngày 2 buổi, ngày 4 buổi đi về. Ở đây đây. Bởi vì em chiều đá. Người ta nói là phòng bệnh hơn chữa. Bởi vì cái này là ngoài nó vùng nam. Nào, xin mời cụ nào. Phải làm đấy. Cụ chia sẻ mọi lời cho mọi người. Đây nha đi, thì cửa nhà. Nhiều tuổi rồi nhưng mà giờ các bác mà đã rút rồi thì dễ đi hơn tí, được đi hơn nhưng cũng được mãi không. À có được mãi hay không ạ? Vâng. Rồi. À, thưa cô ạ, cái phương pháp này đó là cái phương pháp không sử dụng thuốc đó, mà hiệu quả tốt nhất đó, là hàng ngày mình phải làm một lần. Thứ nhất là có thể cho cái cụ đi học cái phương pháp này về hỗ trợ cho cụ nó. Thứ hai là sử dụng một bộ đá để trường vô vị trí gan để hỗ trợ cho cụ hàng ngày. Thì sắp tới đó là ở đây là cô Tuyết cũng như là cô sắp tổ chức một cái lớp học mới nó về cái phương pháp thấm nhuần của tập trung liên tâm, thì thầy hứa là thầy sẽ về đây qua thời gian một cái lớp. Thì cô bạn động viên mình là con cái hoặc là con cháu mình đó đi học để về cho cái cụ, bởi vì cụ nhìn thấy cái phương pháp này chữa rất là dễ và cái hiệu quả rất là cao, đúng không ạ? Quan trọng ở đâu? Dạ vâng rồi, ok. Thì hôm đấy đó thì cũng có thể qua đây mọi người có thể tác động thêm cho cụ. Rồi, rồi xin cảm ơn cô. Và rồi. Hôm nay là ăn ngon ngủ yên. Hôm nay nhất định bà ngủ yên. Đây nha chữ nhất. Bởi vì bà lớn tuổi thì cháu sẽ hướng dẫn một cách kỹ hơn. Bà giải lên bàn. Hai hòn đá này bà lấy một cái son. Bà đặt nó như thế này, đặt đúng vào cái son. Bà phải đặt rồi.
lại, đổ nước trên như này, đun 10 phút, đun nó sôi, vặn nhỏ xuống, đun thêm 12 phút nữa, tắt đi. Đều thao tác nhất định không theo đeo găng, không làm được, bị bỏng thì sẽ hại sức khỏe hơn. Cho nên là đảm bảo an toàn nhất định bà phải đeo găng. Sau khi sôi, bà lấy một cái cơm điện ấy. Đấy bà múc nó lên như này thì nó khô rồi, bà tay cái này cầm vào. Trong này nó khô lại luôn, nó không có nước nên không thấm nước sôi vào bà. Mà bà làm gì đã chuẩn bị cái khăn này rồi. Bà gặp cái cháu khăn này đã được tính toán theo thông số kỹ thuật để đảm bảo cho là đảm bảo độ nóng được giữ lâu và đảm bảo cho bệnh của bà là ít nhất là từ 10 đến 5 phút. Bà phải như thế này nhá, thì nó có bị bỏng nhá. Trời ơi, xong nhá. Đừng vội vàng phải làm cho nó đẹp, bởi vì trông vào là bác cái này tao đấy, bà thấy đẹp, bà thấy cháu làm đẹp chưa? Bây giờ bà đây nhá, đây 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 đây. Bây giờ cô chia sẻ cái cảm giác cho mọi người đó. Vâng. Tôi lần nãy là thấy đau đớn chân, không phải chịu, không cả ngồi cũng khó mà đứng cũng khó, và tôi thấy thoải mái hơn, cả đau đớn gì hơn để cảm ơn đoàn tình nguyện về nhân dân thôn chúng tôi được gửi gắm bạn thì chào các thầy. Cô kể cho cháu một ít về tình của cô vừa rồi, anh tác động anh bảo là cô có bị vỡ xương gì đó. Vâng, tôi bị tai nạn cách đây 20 năm thì gãy 7 đoạn xương ở hai chân. Nên nhiều lúc cũng đau, và kể cả hôm nay lúc mới cho đây thì đau cái chân này. Bây giờ còn đau cô không? Bây giờ thì thấy thoải mái hơn. Rồi, cô cười cho con cháu hai cái chân lên. Đó, rồi, okay. Rồi, đỡ nhiều chưa? Có về trường thêm hỗ trợ. Bây giờ đây là có hai bể thân. Và sắp tới là có một cái lớp học tập trị cho thằng đó. Cô mời con cháu mình ra, hoặc là cô ra đây thì con cháu có thời gian tác động thêm cho cô. Rồi, chị ạ. Rồi, xin cảm ơn con. Vâng, rồi. Vâng, xin cảm ơn con. Chỉ đau lưng thôi. Cầm cổ tay cô, cầm cổ tay. Mỗi bên hàng mông xuống. Đó, bên bên bên. Đó, rồi, cô làm một số những động tác mà cô nhé. Cô thử đi ạ. Cô ngồi xổm có căng không? Ngồi xổm không căng, lưng đau nhiều lúc đau lưng dậy nó khó. À thì làm bạn thử lưng đi, xong ngồi cúi cặp xuống xem thế nào không? Đó, cô cúi. Đó. Đó, đúng rồi. Đó, nghĩa là cho hai tay chống xuống đất. Vâng, đó. Không cần chân đúng không? Nhất thẳng đây này. Đó, đúng rồi, chính xác. Đó. Rồi, tôi có vài lần chia sẻ với các bạn đây. À, tôi mà khi là tôi chưa được cô bấm cho thì cúi lên ngồi xuống nó cứng mà nó đau, nó khó chịu lắm. Bây giờ cô bấm cho thì thấy dễ chịu, mà ngồi lên ngồi xuống nó thoáng nhưng mà nó nhẹ hơn. Thế thì cũng cảm ơn tất cả các bác sĩ đã về để chữa cho các chị em bà con trong nông thôn. Đó, các bác sĩ về trước của 5 năm về trước thì hay quá đấy. Dạ vâng. Là hơi muộn đấy. Dạ vâng, tôi yên tâm ạ. Quá khoảng 1 tháng nữa là mà ở đây là chúng ta sẽ tổ chức một khóa học, thì cô có thời gian thì cô tham dự, hoặc là cô mời các anh chị ra tham dự đó, để mình tác động được một cách liên tục, thì cô sẽ thấy rằng là cái phương pháp này rất là tuyệt vời và rất là nhẹ nhàng để khi tác động. Rồi, xin cảm ơn cô. Không, tao vẫn gặp bảo nó chú ý. Anh Hà ơi. Để
phải đeo kính, sâu kim điện được, rồi vỡ biết kính, phải đeo kính ở quần mù không sâu rồi. Thế là cụ cứ về, trường một tiếng ở trên gan, sau còn 50 phút nữa cụ cho vào cái thận cho con. Thế là đảm bảo là cụ sẽ vui. Còn nếu như cụ thấy tốt quá rồi, muốn mua bộ nữa thì lại cứ gọi Huyền mua ba bộ nữa. Và Huyền ơi, vâng, tôi bộ nữa. Vâng, thì rất định là bên này sẽ mà thụ ngay. Lại phải nấu cái viên đá này càng nhanh. Cũng và trong nghĩ là xương, tức là
thôi cũng phải thế. Hiện nay cái thận của em đang bị đau như thế là bắt đầu đau dần. Thế rồi thì quên mất một cái mà không phải đến tre. Buổi sáng ngủ dậy thì em sẽ vật vọng 50 lần đứng bằng vai này. Đấy, cái đi bộ của em là tuyệt vời như cái này đấy. Các thần kinh cả người thức dậy và cái thận của em nó yếu vì sao vậy đấy, nó có cảm giác nó có cái phần như là nó thành cái gì. Bây giờ em đang đau, bây giờ em đi như thì có ít nhiều, bây giờ em đang đau bị thận, chị khẳng định như thế, ít nhiều cũng đúng. Đâu lưng là cái thận là được chỉ đi xài một đêm 4 lần không, tức là không, tức là sỏi thì không có từ lúc ăn cơm xong mà đến sáng hôm sau. Trời ơi là nhiều rồi em yêu, một ngày như thế là một tối như thế là 4 lần là nhiều rồi. Còn chị ơi, nhớ con tôi lúc mà sờ rồi em mà bị dây chằng chị sờ thấy ngay mà đây này, như em ơi là dùng nước thì không hỏi hoặc là em đi đâu bên này mà em lại đau cái bên quan lúc kia ta sẽ can thiệp cái dây chằng, ta sẽ can thiệp một thần kinh, ta can thiệp ai đây sờ con gì chiều luôn mà ngay hôm nay nhá, thầy bạn chị chiều về đặt nhiều cái sẽ sờ cho em một tí bàn tay của chị là bàn tay của chị em thôi chứ rất nghe ở bàn tay của chị bề ngoài là một cái muốn cái của em của em không phải là đau, em thấy nó đau là đau sống em, đau sống của em là chỉ là đây để gần khói rồi, nó cuối gần khói rồi. Khói nó quá. Phải chưa? Bác sĩ chỉ ngờ ứng ở dây nhân cơ chúng ta. Nó càng nhiệt nó tích ở trong. Cái này là lão nhờ rồi. Chị ơi, em chuẩn bị gặp cho chị nhá. Dạ chị ạ. Để về lấy tiền lắm chứ. À vâng, nhưng mời chị về chị quay lại. Nhà mình có sao chị cần lấy thôi. Đây đây, về về xin tiền ông ấy đây. Chị ơi, chị về nói với ông anh là hai cặp hết. Chị một cặp, ông anh một cặp. Không. Báo cáo với ta đây. Cái của em một lần chị sang chị. Khỏi bệnh đúng rồi, chồng khỏi bệnh xong mới về thì chồng em chưa hai lần về ra ngay chứ bà không ra nữa rồi. Tôi là có cái bệnh hai chú mắt này mờ. Không đã hỏi mắt này không chưa nhưng mà không thể cơ quan là thể thì không có bệnh gì cả nhưng mà hai mắt mắt là tôi em
mấy con gần 90 mà mắt bị mờ lại. Cứ thoải mái đi thôi, kiếm tiền là vinh quang, không vinh cả, làm đúng việc thôi. Mẹ của cô Huế sẽ mua sau. Bà Hiên là mẹ của cô Huế. Vừa nãy em cũng sợ nhưng mà bà sướng quá, sướng quá. Em đã nhìn chị đánh bảo. Đấy là cái đầu gối thì nó không đau nhưng anh chị em đây cùng học một thầy và cùng một cái trái tim nhân hậu và cùng một bàn tay khéo và cùng một giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ các chị những người nặng như thế nào, nhưng mà em cũng có gì bây giờ chị làm chân rồi, chị làm vai rồi, làm đầu rồi, làm em sẽ làm chị tí cái đầu chị sướng chứ còn đảm phụ một thầy thôi.
cùng một trí tuệ không công bằng và cùng một trái tim không đồng thời người nào cũng không đảm có thể có cháu cho người nào cũng không đảm đến từ ra vậy cho một viên ở đây đâu viên đây đó, nó đem lại nó hay làm để đưa cho ông chị thấy dễ chịu không hay là nó cứng cứng thế có thấy dễ chịu hơn không dễ chịu nóng hết cả ngày lâu lắm tiểu đường 12 hai cái này thì này đâu hết mà có biết đâu có một điểm dài đi học bao nhiêu lâu mà là ok đó. Là một cái năm năm ba sao lại làm đi chưa cái này ra em sẽ làm chị sảng khoái nốt còn một cái đầu sảng khoái nốt rồi đâu nóng đấy bây giờ làm thế nào cháu đi làm về em sẽ đưa cái động 67 giờ đấy cái tối là nó làm rất là nhẹ nhàng vừa phải để cho nó tác động làm bài này bác cần phải dạy nhau như thế nào nhé. Chả bao yêu kim quá thì con đừng nào thêm tí. Bạn em tôi nó có chỉ ở đây để tất cả các bạn chữa cho nhau nhưng mà phải có một lớp học để tao chưa ra trò đỡ rồi đúng không đấy đây đăng ký cái này lấy cái điểm này làm nó cái đầu cho sướng tê tay và mỏi cái cổ gáy các bác ở ngoài hành bác sĩ ở ngoài hành đồn về cho làm cho hướng dẫn là chữa cho chị em chúng tôi xin cảm ơn trước đây tôi tê tay tê cả hai tay tay phải thì tê nhiều tay trái tê ít nhưng bây giờ tay trái thì tôi không thấy tê thế nào cái này thì bây giờ là tôi nhìn vẫn không co được bây giờ nắm được rồi trước mắt là tôi chẳng biết nơi gì tôi xin là cảm ơn tất cả các bác sĩ giúp đỡ chị em chúng tôi bác cho biết là bác bị đau và tê mỏi tê tay này bao nhiêu năm tôi tê đúng phải đến 5-6 năm này năm sáu năm mà không đến bệnh viện không khám tôi gì cả không đi bệnh cứ chịu viện. Ở nhà thôi cũng không khám ở đâu cả tôi nghĩ là bây giờ có già nó có tay hóa bệnh già cho nên là tôi còn ngại không đi tụ mình qua giờ có bệnh nặng thì mình đi khám bệnh nhẹ uống thuốc thì chị nặng mấy chục nghìn nói là cái tư duy mà có bệnh nặng mới đến viện là không được mình vẫn phải đi khám để kiểm tra sức khỏe thường xuyên thế và khi mình đã hôm nay là hướng dẫn các bác là vừa làm giúp để điều trị thứ hai hướng dẫn bác cách để mình tự chăm sóc thế và nhờ gia đình để chăm sóc thêm ngoài ra thì kết hợp với sử dụng cái trường nóng cùng gan đá viên đá các bạn được ghi đấy để mình hỗ trợ trong việc điều trị và chữa bệnh cái tay thế và hôm nay thì bác cố gắng là giữ cái độ cân dậy chân mình cứ là phải kiểm tra xuống. Cứ một ngày khoảng 3 lần, mỗi lần 50 dặm chân như thế. Nếu mình không đứng được thì mình ngồi xuống có thể dặm chân. Cảm ơn bác. Chúc bác sức khỏe. Cảm ơn bác. We'll be right back.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.